Khách mua hàng 1.9 triệu nhưng chuyển nhầm 1.9 tỷ khiến chủ shop giật mình, tưởng là lừa đảo. Bài đăng khẩn tìm khách nữ mua hàng 1,9 triệu chuyển nhầm 1,9 tỷ đang nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Được biết sự việc hy hữu xảy ra tại cửa hàng quần áo trên đường Phú Lợi thuộc phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một. Sáng ngày 9 tháng 12, liên hệ với chị Vũ Thị Thu Huyền, sinh năm 1984, giáo viên trường tiểu học Hiệp Thành, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Chị xác nhận mình là người đăng tải bài viết tìm khách nữ chuyển nhầm 1,9 tỷ tiền mua quần áo. Theo lời kể của chị Huyền, vị khách này lần đầu ghé cửa hàng của chị mua đồ vào khoảng 20 giờ 22 phút tối ngày 7 tháng 12 với hóa đơn 1,9 triệu và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Tuy nhiên, thay vì chuyển 1,9 triệu đồng thì người này lại chuyển nhầm thành 1,9 tỷ đồng mà không hề hay biết. Đến sáng ngày 8 tháng 12, khi mở điện thoại chuyển tiền học phí cho con, chị Huyền phát hiện giao dịch bất thường, nhìn kỹ lại chỉ thấy số tiền 1,9 tỷ đồng. Lúc đó tôi hoang mang lắm, cứ nghĩ tài khoản của mình bị hack, hoặc như trên mạng hay nói về những lần lừa đảo giả vờ chuyển nhầm tiền rồi đòi lại tiền lãi. Sau đó ông xã tôi trấn an và chúng tôi cùng nhau xem lại camera thời điểm giao dịch. Chúng tôi nhận thấy chị khách mua hàng thanh toán lúc 20 giờ 21 phút và chuyển tiền vào tài khoản lúc 20 giờ 22 phút tối ngày 7 tháng 12. Sau khi xác định được đây là tiền khách chuyển nhầm, cô đã lập tức đăng tải bài viết tìm chị khách lên trang cá nhân. Sau đó em gái của chị khách nhận ra chị mình và nhắn tin cho tôi. Chị khách có mặt ở cửa hàng tôi vào chiều ngày 8 tháng 12. Bản thân chị ấy cũng không biết mình đã chuyển nhầm số tiền lớn. Cho đến khi em gái của chị đọc được bài viết của tôi và thông báo lại cho chị ấy, chị Huyền kể lại. Cũng trong chiều ngày 8 tháng 12, chị Huyền đã hoàn trả số tiền mà khách chuyển nhầm, đồng thời gỡ bỏ bài đăng trên trang cá nhân của mình. Qua vụ việc này, tôi mong mọi người cẩn thận hơn khi giao dịch. Chuyển khoản thanh toán banking, đặc biệt là dịp cuối năm cần mua sắm nhiều. Tôi là giáo viên và tôi luôn dạy học trò của mình việc nhặt được của rơi nên tìm người trả lại. Hành động này là điều đáng phải làm, không có gì quá to tát, nhưng có thể là một ví dụ để các em học sinh hiểu hơn ý nghĩa bài học, chị Huyền chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.